Bất tỉnh như Hút Văn Hoang ố danh tiếng vì vụ sao Đời Chết. Vụ bê bối tình dục của Ngô Diệc Phàm khiến công chúng quan tâm. Từ đó, tài tử Dương Húc Văn cũng bị nhắc lại việc có liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Nhậm Kiều. Ngày 7 tháng 8, Sina đưa tin khi Ngô Diệc Phàm vướng bê bối đời sống riêng thác loạn, bị tố cáo tội lừa gạt các cô gái trẻ, lạm dụng quan hệ tình dục. Các mối quan hệ phía sau chống lưng cho Ngô Diệc Phàm càng được công chúng quan tâm. Trong đó, đạo diễn Phùng Tiểu Cương là nhân vật quan trọng trong sự nghiệp của Ngô Diệc Phàm. Người hết lòng lăng xê nam ca sĩ, Sina cho biết thêm Phùng Tiểu Cương từng bị cho là đã che lấp một bê bối khác của học trò Dương Húc Văn. Dương Húc Văn quách tỉnh được Phùng Tiểu Cương lăng xê. Dương Húc Văn sinh năm 1994 tại tỉnh Giang Tô. Anh tốt nghiệp Học viện Hí kịch Trung ương Trung Quốc. Năm thứ ba đại học anh ký hợp đồng với công ty quản lý danh tiếng Hoa Nghị Huynh Đệ. Vài năm trước, đây là công ty sản xuất phim ảnh, quản lý số 1 tại thị trường Trung Quốc. Những tên tuổi như Lý Băng Băng, Phạm Băng Băng, Huỳnh Hiểu Minh, Angela Baby đều từng là nghệ sĩ dưới trướng Hoa Nghị Huynh Đệ. Trong đó, đạo diễn Phùng Tiểu Cương đóng vai trò quan trọng, là người thực hiện nhiều tác phẩm ăn khách đem lại lợi nhuận lớn cho công ty. Đầu năm 2017, Dương Húc Văn nổi tiếng nhờ vai Quách Tĩnh trong phim Tân Anh Hùng Xạ Điêu. Vai diễn của anh không xuất sắc, tuy nhiên, tác phẩm được đánh giá cao nhờ kỹ xảo đẹp, sự kết hợp ăn ý giữa các diễn viên. Tuy nhiên, đến tháng 10 năm 2017, Dương Húc Văn bị điều tra vì liên quan đến cái chết của nữ diễn viên Nhậm Kiều. Khán giả liệt anh vào danh sách nghệ sĩ có vấn đề về đạo đức, tác phong. Sina tiết lộ tài tử 9X còn trẻ nhưng đã có danh sách hồ sơ những chân dài trong tay. Anh từng bị bắt gặp đi với ba cô gái khác nhau trong 3 ngày liên tiếp. Hiện tại, Dương Húc Văn vẫn được đạo diễn Phùng Tiểu Cương giao vai diễn. Mới đây, anh thể hiện nhân vật Lưu Lương Châu trong phim truyền hình Bắc Triệu Nam Điên, đóng cùng Kim Thần, làm danh ánh, phim do đạo diễn Phùng sản xuất. Ngoài ra, anh đang đóng vai chính Tử Xuyên Tú trong phim truyền hình Tử Xuyên. Tuy nhiên, dù tài tử không bị kết tội, anh vẫn là nghệ sĩ vướng bê bối đời tư. Cái chết bí ẩn của nữ nghệ sĩ trẻ. Tháng 10 năm 2017, cảnh sát Tô Châu xác nhận nữ diễn viên Nhậm Kiều qua đời ở tuổi 24 trong tình trạng loạn thể ở bụi cây gần khách sạn. Theo Sohu, ban giám đốc khách sạn Tô Châu xác nhận Nhậm Kiều ở cùng nam diễn viên Dương Húc Văn trong ngày xảy ra biến cố. Dương Húc Văn khi đó là nghệ sĩ trẻ đang lên của công ty Hoa Nghị Huynh Đệ. Tờ Apple của Hồng Kông cho biết, công ty quản lý Hoa Nghị đã ra lệnh phong tỏa tin tức để bảo vệ nghệ sĩ. Khi sự việc mới được đưa tin, Dương Húc Văn giữ im lặng. Thái độ của anh gây nghi ngờ vì đây là scandal lớn. Thông thường, các nghệ sĩ hoa ngữ vướng thị phi liên quan đến pháp lý đều phản hồi rất nhanh với giới truyền thông qua công ty quản lý. Khán giả Trung Quốc cho rằng nam diễn viên muốn tìm cách giải quyết trong thầm lặng. Theo Sina, tình trạng qua đời của Nhậm Kiều có nhiều nghi vấn. Dương Húc Văn bị thẩm vấn trong 4 tiếng. Cảnh sát xác nhận cả hai uống nhiều rượu nhưng không sử dụng ma túy. Tuy nhiên, sau đó gia đình Nhậm Kiều chỉ muốn vụ án nhanh chóng kết thúc và không muốn truyền thông đưa tin thêm với lý do tránh làm ông ngoại cô đau lòng. Một vụ việc chấn động nhưng nhanh chóng chìm vào quên lãng, để lại nhiều bí ẩn chưa có lời giải. Đến nay, khi Ngô Diệc Phàm bị điều tra, cái chết của Nhậm Kiều và những hành vi bê bối của giới nghệ sĩ một lần nữa bị phơi bày. Phùng Tiểu Cương, người đàn ông quyền lực, đầy thị phi. Sina bình luận Dương Húc Văn nhanh chóng thoát khỏi scandal chấn động là nhờ sự chống lưng của công ty quản lý Hoa Nghị Huynh Đệ và người thầy Phùng Tiểu Cương. Phùng Tiểu Cương cũng là nhân vật có địa vị cao trong nhóm các nhà làm phim Bắc Kinh còn gọi là nhóm Kinh Khuyên, những người nắm giữ nhiều tài nguyên điện ảnh. Ông cũng là đạo diễn Trung Quốc đầu tiên được in dấu tay và dấu chân ở nhà hát TLC Chinese với nhiều tác phẩm nổi bật như Thiên Hạ Vô Tạc, Dựng Đàn Phi Tử, Phi Thành Vật Nhiễu, Đại Nghiệp Kiến Quốc, Dạ Yến. Nhờ thế lực mạnh mẽ của Hoa Nghị Huynh Đệ và Phùng Tiểu Cương, các chủ đề bàn luận về cái chết của Nhậm Kiều bị chìm dần, tháo gỡ khỏi bản chủ đề nóng. Thậm chí, sau này, báo cáo của cảnh sát về vụ án cũng bị đánh giá là sơ sài khiến truyền thông và công chúng không thể bình luận thêm. Yoku cho biết thêm thực chất trong đêm Nhậm Kiều qua đời, Dương Húc Văn còn uống rượu với hai quản lý cấp cao tại Hoa Nghị là Lưu Thao và Viên Đào. Tuy nhiên, thông tin liên quan tới những người này đều được giữ kín. Theo Sina, qua vụ việc của Dương Húc Văn, khán giả phần nào thấy được quyền lực ngầm của nhóm nghệ sĩ lão làng như Phùng Tiểu Cương. Bản thân Phùng Tiểu Cương cũng vướng nhiều bê bối. Tại showbiz, ông mang tiếng xấu là người đàn ông quyền lực có lối sống bê tha. MC Thôi Vĩnh Nguyên, người từng phơi bày vụ trốn thuế của Phạm Băng Băng, tố cáo Phùng Tiểu Cương có chỗ nào tốt đẹp nhỉ? Tôi nhìn không ra, tội của ông ta chật ních trong ngăn kéo nhà tôi. Năm 2016, giới giải hoa ngữ chấn động trước tin tức Phùng Tiểu Cương tổ chức casting diễn viên khỏa thân trên phim Trường Phương Hoa. Sina cho hay nguồn tin khẳng định đạo diễn gạo cội có tiếng là gà biến thái trên trường quay. Trong quá trình tuyển diễn viên, ông đã viện lý do hy sinh vì nghệ thuật để bắt 50 người đẹp ứng tuyển múa trong tình trạng không mảnh vải che thân trước sự chứng kiến của hàng chục người. Nguồn tin tiết lộ buổi tuyển chọn được thực hiện bí mật tại biệt thự cao cấp của Phùng Tiểu Cương. Toàn bộ quá trình thi tuyển của các nữ diễn viên đều được ghi hình để làm tư liệu. Theo Sina, Ngô Diệc Phàm đang bị cảnh sát điều tra.
vụ án của Dương Húc Văn và Nhậm Kiều rất có thể bị lật lại.